Chào quý vị, cảm ơn quý vị đã luôn luôn ủng hộ, đồng hành kênh Gốm Sứ Tam Hợp chúng tôi. Kênh Gốm Sứ Tam Hợp chúng tôi chuyên cung cấp các vật phẩm, đồ thờ, đồ phong thủy. Mọi người cần hỗ trợ, inbox cho bên chúng tôi để được hỗ trợ. Mong mọi người hoan hỉ và đóng góp với kênh chúng tôi để chia sẻ những giá trị thiết thực cho những người có nhu cầu về đồ thờ, đồ phong thủy. Ba vật phẩm quan trọng không thể thiếu cho ban thờ gia tiên vào ngày Tết. Chào bạn, tôi là Tam Gốm Sứ, chuyên gia trong lĩnh vực gốm sứ đồ thờ, đồ phong thủy. Hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với anh chị ba vật phẩm quan trọng trên ban thờ gia tiên cho ngày Tết. Và một trong những điều mà anh chị quan tâm nhất vào thời điểm Tết đến xuân về đó là trang trí ban thờ làm sao cho đẹp đẽ, lộng lẫy nhưng vẫn giữ được nét uy nghi của ban thờ gia tiên. Vì vậy mà tôi muốn làm video này để chia sẻ với anh chị về ba vật phẩm quan trọng nhất trên ban thờ gia tiên. Vật phẩm thứ nhất có thể nói đó chính là mâm quả anh chị ạ. Mâm quả. Đây ạ, mâm quả. Với mâm quả thì có thể làm bằng sứ, bằng gỗ hoặc bằng đồng. Tuy nhiên, để mà cho sáng, đẹp và bền, không bị han rỉ hay bị bong chóc thì chúng ta nên dùng bằng sứ như này anh chị nha. Sứ này. Vật phẩm thứ hai đó chính là lọ hoa anh chị em ạ. Lọ hoa. Lọ hoa. Lọ hoa anh chị em nhé. Lọ hoa thì chúng ta lên chơi hai lọ. Đặc biệt là trong ngày Tết thì có gia đình sẽ chơi hai cặp lọ, tức là cặp lọ thứ nhất là cắm hoa nhỏ bé như này, cặp lọ thứ hai to hơn thì để cắm hoa đào anh chị em nhé. Hình như anh chị đang nhìn thấy đây có đôi lọ hoa này nữa. Và đó là vật phẩm thứ hai. Còn vật phẩm thứ ba đó là đèn thờ anh chị ạ. Đèn thờ thì cũng có hai loại, một là đèn thờ bằng dầu như này anh chị nhé. Đấy, theo phong tục truyền thống thì đèn dầu vẫn là quan trọng nhất, bởi vì các cụ đã có câu sống dầu đèn chết kèn trống. Vậy thì đèn dầu là quan trọng nhất. Còn nếu như anh chị có điều kiện thì chơi thêm đôi đèn điện như này để sáng bàn thờ. Ngoài ra có những loại đèn còn có tác dụng là phát ra tiếng, Nam Mô A Di Đà Phật anh chị em nhé. Phát ra tiếng, phát ra ánh sáng. Và đèn thờ thì được coi là đèn soi sáng gia tiên. Soi sáng gia tiên, tiền tổ. Và trên ban thờ này như các vị đang thấy cũng là một ban thờ khá là chuẩn phong thủy. Và xin được chia sẻ đây chính là ban thờ gia đình nhà tôi từ khi sinh ra. Càng ngày thì càng hoàn thiện lên. Bố tôi rất là chăm chút cũng như là thể hiện được lòng thành kính gia tiên bằng bộ ban thờ như thế này. Đó. Và vừa rồi thì tôi chia sẻ với anh chị em về bộ ba sản phẩm vật phẩm không thể thiếu cho ngày Tết. Vì vậy nếu như anh chị mà chưa có thì hãy sắm cho mình bộ ba này là điều quan trọng nhất anh chị nha. Bộ ba này nha. Bộ ba này là cực kỳ quan trọng và dễ làm được. Đó. Và chúc anh chị một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Và làm được điều như thế này thì chúng ta cảm giác đã thấy tâm an, đúng không ạ? Rất là an tâm rồi, rất là bình an rồi, tâm tịnh rồi, thanh tịnh rồi thì trí minh lực cường anh chị nha, sức khỏe sẽ cường tráng. Và hôm nay thì nhân dịp và chuẩn bị cuối năm rồi, tôi muốn làm video này. Và đây là một cái mâm cỗ để thể hiện lòng thành đối với. Đương nhiên ở video tiếp theo tôi sẽ chia sẻ thêm anh chị 5 vật phẩm. Và 5 vật phẩm đó như thế nào thì anh chị hãy đón ở video tiếp theo nha. Rồi, cảm ơn anh chị.